Nói chung là Hen chỉ có một cái cảm xúc khi mà đăng quang, đấy chính là cái sự lo lắng. Lo lắng bởi vì cái này là một cái trọng trách rất là lớn mà mình không biết là Chúa muốn cho mình cái chương trình gì trong cái cuộc sống của mình. Thì Hen chỉ biết là gọi là giơ tay lên và cảm tạ ơn Chúa, và Hen muốn là Chúa đồng hành cùng Hen trong cái thời gian sắp tới. Ngày trước á, Hen thường cầu nguyện là xin cho con sự tự tin, xin cho con đi những bước chân đẹp. Nhưng mà những cái lúc như vậy á, thì Hen lại có thấy là mình không làm tốt. Nhưng mà khi Hen lại đổi cái cách là gọi là xin Chúa theo ý muốn của Ngài, thì Hen thấy là những cái lúc như vậy Hen đều làm tốt. Khi mà Hen có từng chia sẻ với một anh trong cái sáng cầu nguyện vào sáng thứ ba của cư xá, thì Hen bảo là: anh ơi, em muốn trở thành hải đăng và thể chiếu sáng tình yêu của Chúa. Thì ngay lúc đấy là Hen chỉ đơn giản là nói là muốn chiếu sáng tình yêu của Chúa, bởi vì là mỗi ngày, là mỗi buổi chiều, Hen hay lên sân thượng nhìn những căn nhà xung quanh ở trên Sài Gòn, và nhiều nhà chưa tin Chúa, chỉ có vài nhà là có ánh sáng của Chúa. Thì ngay trong thời điểm hiện tại thì Hen đang cảm thấy mình đã là một cái trụ khá cao để có thể chiếu ánh sáng của Chúa. Và hy vọng là trong thời gian tới Hen cũng có những định hướng, và xin Chúa dẫn đường soi lối để Hen có thể biết được ý muốn tốt lành của Chúa trên cái đời sống của Hen, cũng như là chương trình và kế hoạch mà Ngài muốn Hen hành động trong thời gian tới. Cái mình quan trọng đấy là cái tâm hồn của mình. Giống như khi Hen chia sẻ là nếu mà tâm hồn mình đẹp, đẹp ở đây nếu mà nói theo ý Chúa, nếu mà tâm hồn mình luôn hướng về Chúa thì có cái sự soi sáng, có một cái luồng sáng, một cái nội lực ở trong nó sẽ chiếu sáng. Và cái hào quang đấy thì khó mà có được, nhưng mà Hen hy vọng rằng trong thời gian tới là Chúa luôn giúp Hen kiên định được với những điều mà Chúa đã ban cho, và luôn thỏa lòng với những điều Ngài đã ban cho Hen. Hen cảm ơn One Way ngày hôm nay đã dành cái thời gian đặc biệt cho Hen để Hen có thể ngồi nói chuyện với tất cả mọi người, và nhất là con cái Chúa. Hy vọng là trong thời gian tới tất cả anh chị em trong Chúa sẽ luôn đồng hành cầu thay cho Hen, bởi vì là có thể là trong cái đường mà Hen đang đi là Hen đang đi một mình, nhưng mà xung quanh Hen có những người luôn cầu thay, và Hen tin chắc một điều rằng là các anh chị em đang luôn cầu thay cho Hen. Hen chúc tất cả mọi người sẽ được ân điển của Chúa, được sự soi sáng, và mình luôn làm sáng danh Chúa. Cảm ơn tất cả mọi người.